Em xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì em Tuấn HD xe thể thao xin phép được lên sóng để giới thiệu và chia sẻ cũng như là review, giới thiệu đến các bác một mẫu xe đạp road, một chiếc xe tay cong rất là nổi tiếng, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Chiếc xe thì mang thương hiệu là Specialized. Dòng này là dòng Tarmac SL4 các bác nhé, SL4. Với cái nguồn gốc của xe là xe chính hãng, được em Tuấn xách tay tuyển chọn từ bên thị trường Nhật về Việt Nam. Chiếc xe này là xe đã dùng lướt tại Nhật nhưng mà hình thức của chiếc này thì còn cực kỳ là mới các bác nhá. Độ mới thì theo em đánh giá còn khoảng tầm 98-99%, rất là mới các bác ạ. Và chiếc xe thì đang sở hữu một cái màu sơn cũng khá là đặc biệt. Màu sơn là phối giữa màu vàng và màu cam các bác nhá. Rất là đẹp. Con này thì đang có cái thông số của nhà sản xuất là size 52. Đấy, còn size thực tế thì lát em sẽ đo cụ thể cho các bác cùng tham khảo ạ. Và con này thì đang sử dụng cái bộ truyền động là Shimano 105 5008 các bác nhé. 5008 tức là gồm 2 đĩa và 11 líp. 2 đĩa 11 líp. Cấu hình là nguyên bản 100%. Zin 100% các bác nhé. Em sẽ quay tổng thể về chiếc xe để cho các bác quan sát một lượt. Đây là từ phía đầu xe nhìn lại này. Đây là phần khung sườn và tổng thể của chiếc xe nhìn từ phía bên phải. Khung sườn là khung sườn carbon các bác nhé. Khung sườn carbon ạ. Yên xe có là yên của Specialized. Rồi đầu tiên em sẽ nói về cái nguồn gốc của chiếc xe. Và tất cả những cái mặt hàng em Tuấn bán ra thì đều được em tuyển chọn rất là kỹ tại đầu thị trường Nhật. Đây là giấy tờ mua bán của chiếc xe tại bên Nhật các bác nhé. Các bác mua xe thì em sẽ kèm theo cái giấy tờ mua bán này cho các bác luôn, để các bác yên tâm về cái nguồn gốc xuất xứ của chiếc xe. Em luôn cam kết là bán ra những cái sản phẩm chính hãng, không bán hàng fake, không bán hàng copy các bác nhá. Kể cả là phụ kiện hay xe đạp thì cũng đều là hàng chính hãng 100% và được xách tay từ bên Nhật về. Xách tay trực tiếp các bác nhá, không qua trung gian, không qua thợ thuyền nào hết. Để đảm bảo về cái nguồn gốc và cái giá tốt nhất cho tới tay của các bác. Rồi, và yếu tố thứ hai thì em sẽ đo về cái size số của chiếc xe. Size của nhà xuất ấn định là size 52. Thì chiếc này nó sẽ có size thực tế các bác nhé. Thực tế giống ngang là 52 đo tâm. Đấy, đây đo tâm là 52cm. Giống đứng đo từ tâm của trục lên. Tâm của trục lên đỉnh của giống ngang thì là 45,5 các bác nhé. Tâm trục lên đỉnh giống ngang là 45,5. Và cho tới khóa của cốt yên thì nó là 48 ạ. Với cái size 52 của dòng Specialized thì các bác có chiều cao khoảng từ 1m68 cho tới 1m76 các bác nhé. Trong cái khoảng chiều cao đấy là các bác đi đẹp mẫu xe này. Các bác lưu ý cho em là chiều cao từ 1m68 cho tới 1m76 trở xuống. Trong cái khoảng đấy là các bác đi đẹp. Đấy. Rồi bây giờ thì em sẽ không làm mất thời gian của các bác mà em sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Đi trực tiếp vào quay chi tiết về hình thức của chiếc xe để cho các bác cùng quan sát luôn các bác nhá. Thì em sẽ giới thiệu với các bác cái dàn đầu này. Dàn đầu của xe là dàn đầu bằng hợp kim nhôm. Dàn đầu thì sẽ gồm ghi đông và pô tăng. Ghi đông là ghi đông của Specialized. Các bác thấy trên màn hình đây, ghi đông Specialized và pô tăng cũng là pô tăng của hãng Specialized các bác nhá. Tất cả các chi tiết là em quay cận cảnh, quay chi tiết cho các bác nhìn này. Tất cả các bộ phận còn rất là mới các bác nhá. Gần như là nó không có tì vết gì các bác ạ. Đấy, hợp kim nhôm 6061. Đó. Cái ghi đông này thì nó sẽ có tâm là 42 các bác nhá. Tức là cái chiều rộng này, chiều rộng đo tâm là 42. Tất cả những chi tiết như là dây quấn hay là kể cả những cái băng dính này đều là hàng zin các bác nhá, đều zin nguyên bản và còn rất là mới luôn. Đây là phần tay lái phía bên phải gồm có tay phanh, tay lắc, tay chuyển số phía bên phải là Shimano 105 5008 các bác nhé. Các bác có thể quan sát trên màn hình là từ cái phần cao su của Shimano này còn rất là đẹp. Dây quấn tất cả các chi tiết đều còn rất là mới. Đây là phần tay phía bên trái các bác nhé. Tay 105 phía bên trái này, Shimano. Đấy, các chi tiết còn rất là đẹp luôn các bác ạ. Bây giờ thì em sẽ cố gắng là quay sản phẩm, là em sẽ quay review chi tiết chứ không có khui thùng nữa các bác nhé.
khui thùng nhiều khi là có những cái điểm xấu, điểm xước là cũng không quan sát được hết. Nên là cứ quay chi tiết như này để các bác hình dung chiếc xe một cách dễ dàng hơn. Đầu xe là logo hình chữ S, thương hiệu của Specialized. Logo chữ S các bác nhá. Đây các bác có thể thấy chiếc xe, cái màu sơn của chiếc xe nó được phối này, vàng, cam, đen. Những cái chi tiết chữ là màu đen. Đấy, trên cái nền màu sơn rất là đặc biệt, rất là đẹp. Cụm phanh trước là cụm phanh 105 5008 các bác nhá. Các bác có thể thấy ốc ác các thứ là còn rất là đẹp luôn. Nói chung là không có tí vết. Ốc ác các chi tiết còn rất là mới ạ. Cụm phanh 5008 của Japan, có dập Japan ở phía sau này các bác nhá. Dây, tất cả những cái dây phanh và dây chuyển số, dây đề này cũng là dây zin của Shimano. Các bác có thể thấy Shimano, chữ Shimano ở trên dây đây. Đấy, tất cả chi tiết đều là của Shimano zin luôn. Và đây là phần càng trước phía bên phải của xe các bác nhá. Càng trước bên phải đây. Có dòng chữ Tamac. Đây là càng carbon các bạn. Càng bên phải này. Và đây là phần vành bánh lốp láp. Các bác nhìn từ bên phải sang nhé. Đây là bánh trước. Lốp sử dụng lốp của Michelin. Với cái size lốp là... Để em quan sát xem cái size lốp nó ở chỗ nào nào. Theo em nhìn thì có vẻ như là lốp 23 các bạn. Còn cái thông số thì người ta để ở chỗ nào đó em chưa tìm thấy. À đây. Thông số lốp là 700 × 23C các bác nhá. Và các bác có thể thấy vành bánh là vành bánh của hãng Acid. Đây là cái vành bánh nguyên bản của những chiếc xe Specialized xuất xưởng ra. Vành bánh Acid. Các bác có thể nhìn thấy vành này. Cái niềng ngoài này. Gọi là siêu đẹp luôn các bạn, không hề có tí vết gì các bác nhá. Cái bánh rất đẹp, rất mới. Nhìn cái má phanh này là các bác có thể mường tượng ra, tưởng tượng ra cái mức độ sử dụng của chiếc xe. Lốp là dòng lốp đua chuyên dụng các bác nhá, lốp chọc. Nên là nó sẽ không có ta lông ở trên đỉnh lốp. Đây là dòng lốp chuyên dụng. Lốp của Michelin. Tất cả chi tiết còn rất là đẹp. Vành này thì hông của nó là hông 19C các bác nhá. Bản hông lớn 19C. Lốp láp các chi tiết còn rất là đẹp luôn, không có tí vết gì. Và đây em sẽ quay luôn về cái phần càng trước phía bên trái các bác nhá. Càng trước bên trái đấy ạ. Đấy. Đây là cái vết bẩn thôi. Các chi tiết còn đẹp, gọi là không một vết xước dù là nhỏ nhất các bác nhá. Bên này cũng có dòng chữ Tamac này. Và ti bật là ti bật zin theo cả bánh. Đấy, đùm acid. Có mã số các thứ đầy đủ nhá. Rồi bây giờ em sẽ quay về cái phần khung sườn của chiếc xe. Con này là dòng Tamac SL4, SL4 Specialized. Trên đỉnh giống ngang thì là có logo biểu tượng hình chữ S này. Và tất cả những cái họa tiết, chi tiết, đường nét ở trên khung sườn thì gọi là không một tí vết các bạn. Không một vết xước dù là nhỏ nhất. Khóa cốt yên đây các bác nhá. Khóa cốt yên có chữ S của Specialized. Cốt yên carbon. Và yên xe cũng là yên của Specialized. Có biểu tượng ở trên yên các bác nhá. Biểu tượng chữ S này. Yên Specialized. Đây là dòng yên đúc các bạn. Yên đúc, cao su đúc nguyên khối. Ngồi rất là thoải mái rồi. Đây là gióng ngang. Bóng đến mức soi gương được luôn các bác nhá. Không có một vết chầy dù là nhỏ nhất. Con này thì dây đi âm ở trong khung. Và đây là phần gióng chéo. Gióng chéo thì có dòng chữ Specialized màu đen. Đấy, và gióng đứng đây. Gióng đứng thì sẽ ấn định cái size xe. Người ta sẽ dán một cái tem size ở đây. Là size 52 các bác nhá. Gióng đứng cũng đẹp, không có chảy. Em sẽ quay chi tiết cái phần khung sườn trước. Và cái phần cơ cấu chuyển động thì em sẽ quay sau. Đây là phần đuôi càng trên phía sau các bác nhá. Thuộc phía bên phải của khung sườn. Có dòng chữ Tamac ở phần đuôi. Các bác có nhìn thấy là không một tí vết gì các bác nhá. Sơn zin nguyên bản 100%. Chiếc này thì cực kỳ là mới rồi. Đây là càng phía dưới ạ. Càng phía dưới bên phải các bác nhá. Có dòng chữ Specialized màu đen. Đấy, chỗ phần sát. Sát không càng ở đây thì có một cái tấm kim loại. Cũng là của hãng Specialized. Các bác có thể thấy dập chìm dòng chữ Specialized ở đây.
Đây là một tấm kim loại để chắn chắn bảo vệ cái phần càng sau này. Nếu mà có xích xích tức là sên ấy, nếu mà nó chạy nó có bị rơi thì nó cũng không làm xước cái phần này các bác nhé. Đấy, xung quanh BB thì cũng không có một vết chày nào. Đó. Cụ phanh sau đây. Cụ phanh sau Shimano 105. Rất mới. Vành bánh sau và vành bánh trước thì là đồng bộ như nhau các bác nhá, cũng sử dụng lốp của Michelin. Lốp đua chuyên dụng, lốp chọc. Và cái size lốp là 700 nhân với 23C. Đấy, 723C. Mayer tức là phần đùm sau cũng là đùm của Acid. Rồi cơ cấu chuyển động các bác nhá. Em đã phần tay phanh, tay lắc và phanh hai cái cục phanh ngàm thì em đã mô tả rồi. Gạt đĩa Shimano 105 5008 này. Đấy, các tất cả chi tiết là đẹp. Và đây là phần đùi đĩa. Đùi đĩa là đùi đĩa nguyên bản khi xuất xưởng ra thì hãng Specialized trang bị bộ dò dĩa của Precise Work các bác nhá. Precise Work. Các bác có thể nhìn thấy răng đĩa còn rất là mới các bạn. Rất là mới các bác nhá. Còn rất là vuông thành sắc cạnh. Nó chỉ bị bạc một chút chút sơn thôi, còn rất là đẹp luôn. Đây là cái thông số đĩa này, BCD là 110. Đĩa lớn 50, đĩa nhỏ 34, dành cho những bộ group 10 và 11 lip. Đấy, 10 và 11 SP speed này. Đĩa của Parasite Work. Tất cả các chi tiết đùi đĩa thì là còn rất là đẹp luôn các bác nhá. Đây là phần cùi đề sau, cùi đề Shimano 105. Siêu đẹp rồi. Lip cũng là lip 105. Còn rất là mới các bác nhá. Đấy, chi tiết lip ở đây. CS 5008 này. CS 5008. Japan. Đó. Shimano 105. Rồi. Carbon của chiếc này thì là sử dụng carbon 9R các bác nhá. Các bác có thể thấy người ta ấn định cái thông số của cái thành phần carbon này, phát carbon 9R ở trên phần đối diện cái phần càng sau bên kia. Đó. Siêu đẹp. Rồi bây giờ em sẽ quay chi tiết về cái phần khung sườn phía bên trái của chiếc này. Quay mặt bên này. Đây là phần khung sườn bên trái của chiếc xe các bác nhá. Dây thì đi âm khung này. Dây đi âm khung và tất cả dây đều là dây zin của Shimano. Đấy, dây zin Shimano từ đầu. Gióng ngang đây ạ. Đây là phần gióng chéo phía bên trái sườn xe các bác nhá. Không một vết chày luôn ạ, rất đẹp. Đấy, dò dĩa phía bên trái Precise Work. Con này thì hỗ trợ cả group điện và group cơ các bác nhé. Cái chỗ này là lỗ chờ để các bác bắt chạy group điện thì bắt ở đây. Đấy, tem made in Taiwan này. Và tem của hãng Specialized, chứng nhận tem chứng nhận của hãng. Đây cái phần gầm ở bên trong gầm này. Trong gầm của phần càng là nó cũng có tem mã code các thứ các bác nhé. Mã code, mã vạch này. Đây là phần gầm. Những cái chiếc của Specialized và Edward thì người ta sẽ có một cái tem ở cái phần dưới này, dưới cái gióng ngang các bác nhá. Những cái chiếc nào mà còn thì nó sẽ có, còn những chiếc nào mà kiểu là sử dụng lâu ngày thì nó cũng có thể là nó bị mất. Hoặc là khi mà mình rửa xe lau chùi thì nó cũng sẽ mất. Còn cái chiếc này thì nói chung là mức độ sử dụng ít, người ta chắc là vẫn giữ gìn nên là nó còn nguyên tem. Con này là đời sản xuất năm 2016 các bác nhá, tháng 10 mùng 10 tháng 3 năm 2016 này, đây là số khung này. Tem Taiwan. Đấy, thông số của hãng Petronas thì nó sẽ có một cái tem ở dưới phần gióng ngang như này. Và dưới gầm ở đây các bác nhá, dưới gầm thì cũng có số khung này, tem số khung các thứ này. Những cái tem này là sơn trực tiếp vào sườn luôn các bác. Cái này là người ta dán vào sườn sau đó thì người ta sơn phủ một lớp sơn bóng bên ngoài nên là những cái chi tiết, những cái tem này là không lột ra được các bác nhá, nó cố định luôn ở trên sườn rồi. Đấy, gầm xe thì ốc ác các bác có thể thấy là vẫn còn sáng, rất là mới, nó chưa có mức độ sử dụng nhiều nên là ốc nó không bị gì sét. Đây là thông số của bộ dò dĩa nhìn từ phía bên này lại này. Đây là thông số của dò các bác nhá. Dò thì thông số là một, nó hơi bị mờ đây, nó dập chìm 170 các bác nhá.
đây này, 170 dập chìm ở trên này luôn. Giò Parasite Work. Và đây là mã code, mã số, mã vạch, các thứ. Trên đĩa cũng có các bác nhá, trên đĩa cũng có thông số. Trước này thì những chiếc xe bên Nhật về hầu như là người ta không kèm theo phụ kiện. Và cái phần gọng nước này, bình nước này và pedal là em tặng kèm cho các bác, để các bác về các bác có thể sử dụng được luôn các bác nhá. Còn các bác nào mà muốn nâng cấp mà những cái bộ phận này mà về những cái chất liệu hoặc là những cái đồ cao cấp hơn thì các bác có thể mua bên ngoài, hoặc là em sẽ hỗ trợ các bác. Nếu mà bác nào chạy pedal cá thì sẽ hỗ trợ để các bác mua pedal cá. Còn trang bị như thế này là em chỉ tặng kèm thôi, để về các bác có thể sử dụng được thôi. Đấy, pedal và bình nước cộng nước này. Em sẽ tiếp tục về cái phần khung sườn của chiếc xe. Đấy, phần phía sau của gióng đứng này. Đây là phần càng dưới phía bên trái, có dòng chữ Specialized rất là nổi bật. Và đây là phần bên trên các bác nhá. Đấy, có dòng Tarmac này. Chi tiết rất là còn rất là đẹp, rất là mới. Nói chung độ mới thì em đánh giá là còn khoảng tầm 98-99%, nên là các bác yên tâm. Em nói và em sẽ mô tả thì chỉ có chuẩn thôi. Cam kết với các bác là đúng theo những gì em nói các bác nhá. Hiện tại thì em đang có địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương. Chí Linh, Hải Dương các bác nhé. Và các bác mua xe ở xa thì em sẽ hỗ trợ bao miễn phí vận chuyển toàn quốc. Các bác nhận hàng kiểm tra đúng mô tả của em thì các bác mới phải thanh toán tiền. Với một chiếc xe này thì em đã nói từ đầu rồi, các bác có chiều cao khoảng từ 1m68 cho tới 1m76. Trong cái khoảng đấy các bác đi đẹp. Mẫu xe đạp carbon, xe đạp đường trường tay cong, đến từ thương hiệu Specialized, dòng SL4, Tarmac SL4 với chất liệu là carbon hoàn toàn các bác nhé, carbon 9R. Thì bác nào mà thấy phù hợp với size số và yêu thích cái màu sắc của chiếc xe, đây là một cái phiên bản mà màu sắc phối cũng rất là đẹp, màu cam và màu vàng phối với nhau cực kỳ nổi bật các bác nhé. Thì các bác nào mà quan tâm thì có thể alo cho em Tuấn HD qua số điện thoại của em ở trên phía góc bên phải màn hình bên trên này. Số điện thoại của em là 0888391992. Đấy, các bác có thể thấy cái màu sơn của nó, chiếc xe này nó phối rất là đẹp, siêu đẹp luôn. Một chiếc xe gọi là màu sơn rất là độc đáo ạ. Xe thì là xe hàng chính hãng các bác nhé, hàng chính hãng, yên tâm về nguồn gốc chính hãng, được em xách tay từ bên thị trường Nhật về. Số điện thoại em Tuấn HD 0888391992. Đấy, bác quan tâm thì alo trực tiếp cho em để em sẽ bổ sung thêm hình ảnh các bác nhé. Các bác cần thêm hình ảnh chi tiết thì em sẽ gửi hình ảnh qua Zalo cho các bác. Đấy, rồi em xin phép được kết thúc video. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau. Xin chào mọi người.